Sơn. Đói bụng quá, mệt quá, lúc ăn không nổi. Con má nó xong rồi, giờ nó thành nội nó đi được rồi. Nó chết xong rồi, giờ nó sung sướng. Mày vô đó là ngon rồi, đúng rồi. Bữa lên mồi chuẩn bị vô đó đó. Nó ai biết đâu vô mà hầm, vô hầm có đâu. Ừ. Quá là cái đầu nè. Nhìn cái đầu luôn nè. Đó, thấy đầu chưa? Thấy đầu chưa? Đó. Đấy, giấu cục mồi vô đó, công tôi thấy cục mồi đó. À, lại nè, cái đầu nè. Đầu chưa? Hả? Con nữa hả? Đầu chưa? Hả? Ừ. Ờ. Hai vụ. Hôm qua làm mồi khác. Đây à, đây ống này là một ống ốc à, làm mồi nè. Bao luôn hả? Đấy. Hôm nay đây, thu nhập như đây đây. Đấy. Rồi, 8 cân.